cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá à. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, chào bạn. Chị ạ. Em tên là Thùy Dung. Em năm nay là 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Quê em ở Tây Ninh. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường và chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Bảo Khánh, sinh năm 1978. Hiện tại đang là kiểm soát viên không lưu của công ty quản lý bay miền Nam. Cái công việc cụ thể của anh Khánh như thế nào, anh có thể giải thích cho mọi người biết. Nhân viên không lưu là chúng ta làm gì? Nhân viên không lưu là chúng ta sử dụng các trang thiết bị dựa trên các cái điều luật của hàng không dân dụng Việt Nam hoặc là các quy định của tổ chức hàng không dân dụng thế giới như ICAO. Chúng ta cung cấp cái dịch vụ không lưu cho tàu bay. Ví dụ như một tàu bay muốn đến một vùng trời có kiểm soát, muốn cất hạ cánh hoặc muốn bay ngang qua thì phải có huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu. Phi công và kiểm soát viên không lưu là hai đối tác rất là quan trọng trong ngành hàng không để góp phần tăng cao cái mức độ an toàn trong ngành hàng không. Và bây giờ mời anh đáp xuống sân bay của bạn muốn hẹn hò. Bạn quê anh Khánh là ở đâu? Quê mình là ở Hà Nội. Vào đây lâu chưa? Cũng mới vào đây được khoảng hơn 14 năm. Mới quá à. Người ở trên không nói khác hơn người dưới. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi anh? Thực sự mà nói thì mới trải qua 2 mối tình. Mới trải qua 2 mối tình rồi hả? Cũng ít quá ha. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình mà cũng chia tay lâu rồi. Vậy thì bao nhiêu năm qua tại sao mình chưa tìm được một người bạn trai mới? Những cái bạn trai mà tìm đến em á, có cái tình trạng hôn nhân nó không rõ ràng. Ly thân hoặc là ly dị thì tình trạng hôn nhân nó không có rõ ràng. Ủa, ly thân với ly dị rồi thì rõ ràng là vậy chứ sao à? Dạ, tức là họ nhập nhằng với hai cái đó. Bạn có thể yên tâm vì hôm nay bạn đến với bạn muốn hẹn hò là đảm bảo có giấy chứng nhận độc thân. Dạ. Rất là rõ ràng. Mình có điểm mạnh và điểm yếu nào không? Em thích nấu ăn và nấu các món nhậu khá là ngon. Nếu bạn có thể nấu được các món nhậu ngon thì mình đảm bảo sẽ là một fan trung thành của các nhà sản xuất bia trên thế giới. Anh, cái công việc của anh thì nó có giờ giấc gì không anh? Mình thì làm theo ca kíp, ca sáng, ca chiều, ca đêm. Thì tùy theo cái ngày làm việc của mình thì mình sẽ phải đi vào ca làm như thế nào. Chứ không ổn định gì hết ha? Nó không ổn định như là giờ hành chính. Ngoài ra còn phải thường xuyên đi công tác, chi viện cho các sân bay địa phương hoặc đôi khi có thể là họp hành. Chỉ cần có điện thoại yêu cầu của lãnh đạo là có thể phải sẵn sàng để lên đường làm nhiệm vụ ngay. Thì vậy cũng hơi căng về mặt bạn nữ có ngại nhiều chồng tương lai của mình sau này cũng vậy mà đi hoài không? Nếu mà về tính chất công việc mà phải đi như vậy thì em cũng di dùng một tí xíu. Nhưng mà khi đã về đến nhà là thì phải biết sẻ chia việc nhà với vợ, phải gác bỏ hết tất cả những công việc, những cái lo âu về cuộc sống bên ngoài, tập trung về cái mái ấm của mình thôi. Nãy em đã nói ưu điểm của em rồi, vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em hơi nóng tính. Trước á thì mỗi lần nóng tính thì em hay ném đồ. Hả? Đã ném cái gì rồi? Dạ em ném điện thoại ạ. Mấy cái rồi? Ba cái ạ. Ba cái điện thoại rồi? Dạ đúng rồi. Phí quá. Quá phí. Này mày mốt có nóng rồi ném nhớ bao tôi trước nha. Gọi điện thoại tới chị Tường tới lượm điện thoại là tôi chạy tới liền. Nếu như khi một người phụ nữ quá nóng mà làm như vậy thì anh sẽ làm gì? Nếu mà người vợ đã nóng nảy hoặc người chồng đã nóng nảy thì phía đối tác là nên có cái phương pháp là tránh đối đầu và chúng ta chỉ coi như là đàm phán để có thể giải quyết được vấn đề thì hay hơn. Do nghề nghiệp của em nên em thường xuyên phải đối mặt với khẩn nguy sân bay, nên em có rất nhiều phương pháp để có thể như là xử lý được từ các tình huống khẩn nguy. Được, được, cái này được. Bây giờ thí dụ như mình tìm được đối phương rồi. Không, xí xí. Dạ, chào chị. Hôm nay mình lên đây là mình tìm bạn gái. Dạ. Lấy vợ, chứ không phải lên đây để điều khiển không lưu. Anh dùng từ chuyên môn không, không à? Không dùng từ chuyên môn đó để liên kết với cái sự liên đâu mà liên ra. Bên đây người ta nhăn mặt rồi nè, giờ nói ngắn gọn vô cái gì nữa, tình yêu hôn nhân gia đình để mình kiếm vợ thôi. 78 là coi như 38 tuổi rồi, cũng sắp hút rồi, đồng ý không? Anh có khuyết điểm gì không? Không nói những từ chuyên môn nha. Nói chung là đã là con người thì khuyết điểm ưu điểm thì phải luôn song hành với nhau. Thì khuyết điểm thì nói chung là cũng rất là bận việc, cho nên là thường thì ít khi thường xuyên có mặt ở nhà. Mặc dù là có thể làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng 3 ngày mà không về nhà là chuyện bình thường. Mà ở sân bay thì nhiều cô tiếp viên lắm mà chưa điều khiển được cô nào. Nếu mà nói về điều khiển thì giống như chúng ta giống như một cuộc sống giống như một cái máy quá. Ở đây là chúng ta là sự trao gửi của những con tim và trao gửi của những cái cánh sóng của tình yêu. Chúng ta không thể nói là điều khiển được mà chúng ta phải gọi là có cái sự cái nhà tương tác tương hỗ với nhau. Mặt đất không có nổi nói lại chuyện trên không. Mệt quá. Anh có nghĩ lý do tại sao mà anh chưa có được người bên cạnh không? Chưa có được người trao gửi con tim.
có nhiều lý do. Ngắn gọn trong một vài chữ thôi, đừng nói dài quá. Ngắn gọn nhất là do không có thời gian để có thể tìm hiểu quá nhiều về vấn đề này. Thôi, không có thời gian, ngừng, đủ. Anh thích người phụ nữ như thế nào? Một người phụ nữ nói chung nên thẳng thắn trong việc đối xử với chồng với con. Có vấn đề gì thì chúng ta... Thôi, thẳng gì hiểu rồi, cái món khác. Rồi, thẳng thắn. Gì nữa? Phải nói hết ý chứ. Không, vậy là hiểu rồi. Nên là một người biết chăm lo cho gia đình và không nên đi quá nhiều ngoài làm gì, vì chồng đã đi quá nhiều mà vợ đi quá nhiều. Thôi, trời ơi, không cần liên. Trời ơi, có nhiều thời gian với gia đình là được rồi. Và nói chung là nếu mà có học vấn cao thì càng tốt. Điều gì tối kỵ nhất ở người phụ nữ? Không nên là nói dối về những cái vấn đề về tình cảm. Vậy là đủ rồi ha. Rồi, vậy được rồi. Nói vậy thôi chứ rất là chân thành, vui lắm, có điều nói hơi lòng vòng chút. À, bên bển là sinh năm 78. Dạ, em. Em sinh năm 87. Dạ, đúng rồi. Cũng giống nhau ha. Cách nhau con số cũng rất là đẹp á. Đúng rồi. Dạ. Rồi giờ mình nói chuyện sao để cho anh rà đài thử coi trúng chưa. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Thì bạn nghĩ xem mà nếu mà mình sống 20 năm thành phố Hồ Chí Minh này thì mình sống bằng cái gì nếu mà không biết nấu ăn. Ta hỏi có một câu ngắn hà. Tiếp đi cưng. Dạ. Em phải ngưng anh lại như chị vậy đó, để mình hỏi được nhiều. Thì không biết anh có nóng tính không anh ha? Anh thì không nóng tính. À, vì người yêu của anh thì anh có thích làm từ thiện không anh ha? Mình cũng thường xuyên đi hiến máu nhân đạo ở trong cơ quan. Thường là hiến máu nhân đạo xong về thì ai cũng bảo là sẽ lên cân. Không biết là anh bao nhiêu cân ha? Trong hiện tại thì lý thuyết nó lấy đầu ra hay vậy? Trước em học ở trong trường thì các anh chị mà đi hiến máu về đa số người nào cũng tròn ra. Mà em có thích người tròn không? Dạ cũng thích là anh tròn tròn. Anh bên đây dễ thương lắm. Số con Lưu á thì tính toán rất là giỏi, không được phép tính sai cho dù 1 mm. Dạ. Nên anh này anh thật sự mà nói á thì nếu về anh kiểm soát kỹ lắm nha. Tính toán cũng rất là kỹ. Thấy nguy hiểm rồi dễ đó. Dễ thương lắm. Nguy hiểm rồi đó. Mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thích bạn trai em hả? Vừa sạch sẽ, kỹ tính và có gu ăn mặc một tí. Có gu âm nhạc không? Đó. Dạ. Gu ăn mặc và gu âm nhạc luôn ạ. Anh biết hát gì không anh? Âm nhạc thì mình cũng thích nghe, nhưng mà từ trước giờ thì mình chỉ có 30 mấy năm chỉ luyện được mỗi một bài thôi. Quốc ca. Còn về gu ăn mặc thì mình cũng nói luôn là mình cũng có cái style riêng, áo trắng quần tối màu, đi giày hết. Ủa nhưng mà cái đó là đi làm thôi, còn mình đi chơi, mình hẹn hò rồi. Vâng, thì em cũng nói với chị Cát Tường luôn là em đi làm thì em mặc như này và em đi chơi thì em cũng mặc y nguyên như thế. Lâu lâu em xỉn em về nhà thì em cũng dùng cái bộ này để em đi ngủ luôn, đi ngủ. Vậy anh có sạch sẽ không anh? Trong những lúc xỉn thì làm sao có thể kiểm soát được con người bạn. Nhưng bình thường môi trường làm việc của mình là môi trường rất là khép kín, cho nên là đòi hỏi về vấn đề vệ sinh thân thể rất là quan trọng. Nói chung rất sạch, lâu lâu xỉn thì nó hơi không sạch một chút. Như vậy thì thời gian nó hơi eo hẹp. Anh có tính nói chuyện hẹn hò nếu như anh gặp một đối tượng của mình hay không? Thì tất nhiên là đây là cuộc đầu tư chiến lược mà anh Linh. Cho nên là mình phải sẵn sàng về hy sinh thời gian của mình để đầu tư cho cái công việc chiến lược của đúng mọi rồi. Người tầm nhìn chiến lược từ năm 2015 đến 2020 đó. Bạn nữ mình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có anh trai ạ. Đâu? À anh trai đâu? Dạ em chào anh Nguyễn Linh. Rồi. Chào chị Cát Thường. Rồi chào bạn. Bảo anh trai đẹp trai vậy đó. Ý anh thấy thì sao? Nói chung về chuẩn mực một người đàn ông đến một người chồng thì anh thấy là cũng ok. Nhưng mà độ tương hợp thì chắc dưới 5. Tại sao vậy? Không tương hợp ở chỗ nào? Bên đây anh quá chứng chắn đi. Lấy người chồng thì nên lấy người chín chắn, chững chạc chứ bạn. Dạ, nhưng mà tính cách thì nó lại là không phù hợp lắm. Nếu ảnh chấp nhận được người bạn gái hoặc người vợ mà tín đồ của thời trang thì có thể chấp nhận được. À, đang lo ngại về cái vụ thời trang thôi. Về vấn đề thời trang thì giải quyết rất là đơn giản. Người phụ nữ nào mà chả mong muốn làm đẹp, mình cũng ủng hộ vợ mình đẹp chứ. Vợ mình đẹp và đẹp cho ai? Đẹp cho mình mà, đúng không? Đẹp cho mình để làm gì? Lo cho tổ ấm, lo cho hạnh phúc của mình, để lo giúp chồng, đúng không? Vậy thì mình phải ủng hộ hết mình, có gì đâu không giải quyết được, rất đơn giản. Nhưng mà về em gái em sẽ chỉnh về thời trang nó hơi bị nhiều. Bạn đừng lo, kiểm soát viên Lưu không phải là người khô cứng về nguyên tắc. Chúng ta phải linh hoạt để xử lý mọi tình huống khẩn nguy sân bay. Trời ơi, trời ơi. Khói ông rồi nha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Kéo mặt lên, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Chàng trai kiểm soát viên không lưu. 2 phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình như nào? Anh hơi tròn. Mình đã có cố gắng giảm cân suốt một thời gian dài mới được như vậy. Dạ, trước kia anh bao nhiêu cân ạ? Trước kia 85 kg. Bây giờ 75. 72 kg. Anh có kén ăn không ạ? Mình bạn gửi mình xem mình bạn nghĩ mình kén ăn không?
Chắc chắn là không đúng không? Nội dung sống ở đâu đó phải tùy vào từng trường hợp để chúng ta có thể vận dụng linh hoạt để tồn tại và phát triển thôi. Mình hỏi tiếp nhé. Dạ. Nếu sau này nếu mà bạn có con cái thì bạn có dự định là cho con đi học, đi du học không? Có, chắc chắn về tương lai nó sẽ cho con đi du học. Bạn đồng quan điểm với mình. Theo bạn nghĩ thì giáo dục có quan trọng không? Ví dụ như là bằng cấp chẳng hạn. Theo em thì cái bằng cấp nó cũng không gọi là quá quan trọng. Quan trọng là cái cách đối nhân xử thế và cái tính cách, cái quan điểm nó giống nhau được rồi. Bạn phù hợp quan điểm với mình rồi. Còn bạn có thể hỏi mình những câu hỏi khác. Quan điểm của anh về tình yêu như thế nào ha? Mình có thể sẵn sàng có thể là hy sinh một số những thứ khác để có thể là có được cái tình yêu. Nếu trong trường hợp cần thiết đòi hỏi như vậy. Anh có phải là một tiếp người lãng mạn không ạ? Rất tiếc mình không phải là người lãng mạn. Nhưng mình có thể học hỏi để có thể thay đổi, bạn đừng lo. Anh có ấn tượng rất là tốt với em. Hy vọng là sau cái lần nói chuyện ở trên sân khấu này, chúng ta sẽ có một cái cuộc hẹn thật sự ở ngoài đời. Em thì khi mà nghe giọng anh dùng cho gặp mặt thì em cũng có cảm giác là nghe giọng anh rất là ấm. Và anh là một người đàn ông rất là chững chạc. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau chứ. Cái này em sẽ trả lời cho anh sau cái chương trình này nha. Cảm ơn bạn. Dạ. Hết thời gian. Này, mời là nút bạn bấm. Để tay vào nút bấm phía sau. Nhìn thẳng về phía trước, suy nghĩ thật kỹ. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian bạn. Tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Anh trai em là người khá là hiểu em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh cũng có cảm giác là anh cũng không có hợp với cho lắm. Nếu có dịp thì anh em có thể là đi cà phê hoặc trò chuyện cùng với nhau. Tối nay anh muốn mời bạn đi dùng bữa, giống như lúc nãy anh nói, thì bạn có sẵn sàng không? Em chấp nhận lời mời của anh ạ. Chúc hai bạn sẽ có buổi ăn tối thật là tuyệt vời nha. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn hai bạn đã đến chương trình. Cảm ơn MC, cảm ơn các bạn và cảm ơn cầu truyền hình. Em thích mặt mày phải đẹp như cỡ Ngọc Trinh, dáng phải Ngọc Trinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn. Dạ chào Nguyên Linh. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chúng ta có thể giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Tấn, em sinh năm 90, nay là 25 tuổi, công tác tại đài truyền hình thành phố. Mình làm gì trong đài truyền hình bạn? Em làm kỹ thuật viên của ban quản lý kỹ thuật. Mà trong đài là nhiều cô xinh đẹp lắm, nhiều cô duyên lắm. Tại sao chưa tìm được ai? Nói chung thì cái đó nó cũng gọi là duyên số, chưa biết tới đâu. Thì thôi thì bây giờ ở đây có cơ hội thì mình cũng nên nắm bắt. Còn bạn gái, em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh và tất cả các bạn khán giả. Mình tên là Bích, mình năm nay là 25 tuổi, mình chuyên ngành về kế toán và mình đến từ Phú Yên. Mình giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh của mình. Mình thì thích thể thao. Hồi nhỏ là mình đã biết bơi từ lúc 5 tuổi rồi. Rồi mình cũng là từng là vận động viên của trường cấp 2, cấp 3. Vận động viên bơi lội á hả? Chuyên về chạy đường trường 100m. Còn những cái điểm yếu của mình? Điểm yếu thì hay thẳng tính. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy Tấn? Em thì những người mà gặp lần đầu á thì sẽ có cảm nhận là hơi khó gần. Nhưng mà chơi riết lâu á thì chắc là không muốn gần luôn. Tại vì nhiều khi thấy mình cũng hơi bựa quá. Bựa? Giống như là làm những cái mà không ai dám làm. Hơi lầy. Hơi lầy. Em làm về báo cáo thuế nè, cũng xinh xắn như vậy thì nhiều doanh nghiệp báo cáo thuế lắm chứ. Sao cũng nhờ đến chương trình mà muốn hẹn hò hôm nay là sao? Dạ đúng rồi, vì công ty của em thì khoảng 300 mấy nhân viên, nhưng mà đa số là nữ, vì chuyên về kế toán đó. Em đưa ra cái mẫu người lý tưởng mà bạn cần tìm là người như thế nào? Em cần mọi người cao không? Khoảng 1m7 trở lên. Và có thể là biết nấu ăn, biết chăm sóc, làm việc nội trợ trong gia đình. Ủa? Em có biết nội trợ nấu ăn không? Dạ thì cũng biết, nhưng mà tốt nhất là có người phụ trợ với mình. Ủa bạn trai bên kia biết nấu ăn không? Nói chung em thì nấu được, nấu tất cả các cái món luôn. Nhưng mà quan trọng em ăn được, còn người khác ăn được hay không thì em... Nhưng mà bạn có sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ mình không? Việc đó thì tất nhiên là có. Tại vì công việc mỗi người đều có mỗi công việc riêng. Công việc ở nhà đó là công việc chung, thì mọi người đều phải góp tay vào đó. Vậy khoảng mấy năm nữa mới quyết định lập gia đình? Hiện tại thì em cũng chưa xác định là sẽ lấy vợ sớm.
Tại vì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất em bị đổ vỡ. Là trong 5 năm đại học á, thì ráng là kiếm bạn gái nhưng mà thất bại. Cho nên kế hoạch 5 năm lần thứ hai là chỉ là có bạn gái thôi. Còn đến năm 30 thì mới quyết định là lập gia đình. Ý em muốn chừng nào lấy chồng, chừng nào đám cưới? Thì trong bao lâu cũng được, nhưng mà tốt nhất thì em cũng 25 rồi. Nếu mà được cưới thì trong vòng tìm hiểu thì khoảng 2-3 năm thôi. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Trong đầu em thì lúc trước thì có nhiều hình tượng lắm. Ví dụ như là em thích mặt mày phải đẹp như cỡ Ngọc Trinh, rồi dáng phải như Ngọc Trinh. Đó là những cái gọi là mình tưởng tượng trong đầu mình á. Khi mà em nhìn thấy một cái cảnh là một người phụ nữ mà chăm sóc một cái người phụ nữ lớn tuổi bị tai biến, bị liệt. Cái lúc đó thì những cái gọi là về cái ngoại hình á, nó giống như là những cái phù phiếm. Mình chỉ mong muốn sau này á, vợ của mình không cần phải địa vị, không cần phải về ngoại hình, chỉ cần là một cái tình yêu lớn đối với gia đình. Có cái tình yêu đó thì hạnh phúc gia đình nó mới bền vững được. Rồi. Điều gì mà em không thích về người bạn trai của mình? Em không thích là lăng nhăng, và cũng không thích là những người con trai về thấy việc thì cứ bỏ đi nhậu nhẹt, hút thuốc. Nãy giờ quên hỏi bạn bên kia có hay nhậu nhẹt hút thuốc rồi không? Em thì không thích nhậu, cũng không hút thuốc luôn. Em thích chơi thể thao nè. Em mà chơi thể thao môn gì? Nói chung là cái gì tròn tròn em chơi được chị. Ví dụ như giờ chơi chị. Ví dụ bóng đá, cầu lông, rồi bóng bàn. Chơi banh đũa được không? Cũng tròn tròn. Cũng tròn không, banh đũa đó chơi được không? Chơi được nhưng mà không có giỏi. Sự nghiệp mình là giờ ổn định? Chưa chị. Tầm nhìn dạ. 5 năm nữa mà. Dạ. Sao? Tại sao vậy, là bạn nghĩ cái tầm nhìn xa vậy? Theo như suy nghĩ trong đầu của em thì khả năng 30 tuổi á, lúc đó thì một người đàn ông mới gọi là trưởng thành. Còn bây giờ dưới 30 tuổi thì sự nghiệp thì chưa có. Rồi vấn đề quan trọng nữa là phải lo được cho gia đình. Điều gì bạn không thích ở một người phụ nữ? Phụ nữ thì em không thích cái ăn mặc gọi là thoáng quá. Trời nóng nực mà. Dạ, người mặc thì nó mát nhưng mà những người xung quanh nhìn nó nóng lắm. Thứ hai là đầu tóc nhuộm này nọ, màu mè quá. Rồi không thích trang điểm quá đậm. Bạn có vẻ là người hơi cổ điển nhỉ? Nhiều bạn nữ thì nghĩ đó là đẹp nhưng mà trong mắt của đàn ông thì nó không có đẹp. Ở trong mắt bạn thôi, sao bạn hùa hết, trong gom hết trong mắt đàn ông? Anh Linh thấy một người phụ nữ vậy, anh Linh có đánh giá cao không? Anh thấy miễn sao đẹp trước mặt anh được, muốn làm gì làm. Linh mà phải lắm, đừng hỏi. Nói chung mình cũng thoáng tùy theo thôi. Nãy giờ mình cũng nghe những yêu cầu của bạn trai rồi đó, thì bạn cảm thấy như thế nào và mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nếu được thì chắc khoảng 80%. 80%. Nhưng mà 5 năm đó bạn có chờ đợi được không? Cũng khá lâu. Cái đó thì chắc phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Vậy thì anh nghĩ cũng tạm được đấy ha. Quan trọng là cái chờ 5 năm thôi. Mình có đi với người thân không? Dạ có. Em đi với bạn. Chào em. Dạ chào chị Thương ạ. Em cảm thấy là mức độ hai người họ tương đồng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em thấy có một điểm tương đồng là hai bạn đều thích thể thao. Hôm nay hai bạn đến với nhau, gặp với nhau là một cái duyên rồi. Nên là em hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Nam, mình có người thân không? Dạ, em có đi với bạn hồi học đại học, là bạn Sơn. Chào bạn Sơn. Chào anh Cát Tường, Trường Linh và khán giả. Hả? Xin lỗi ạ. Sơn có thể khuyên bạn con trai của mình rút ngắn cái thời gian kết hôn lại chút xíu. Dạ, em nghĩ thôi, em cũng là như Tuấn vậy, thì cũng dự định là 30 cưới. Nhưng mà dự định mãi là dự định thôi. Đôi khi tới một lúc nào đó chúng ta thấy cưới được, chúng ta cưới thôi. Rồi, cảm ơn Sơn. Bây giờ thì chắc là phải cho hai bạn gặp nhau để hai bạn có thể tự trao đổi thêm những thông tin và thương lượng với nhau. Kéo màn lên, chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút, bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Lúc nãy nghe cái tiêu chuẩn mà cao trên đất bậy á, nghe hơi nó chóng váng. Tại mình cao có mấy xấu à. Không sao đâu bạn, cao hơn mình là được rồi. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái này tặng bạn. Rồi cảm ơn, mình có cái gửi bạn luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Không có gì. Bạn cảm nhận được gì về mình? Thì nghe tiếng thì Phú Yên với Bình Định, mình quê Bình Định, mình thích cái giọng Trung. Nghe thấy hình thì cũng được. Cũng được thôi ạ. Thì em dùng cái từ đó cho nó nhẹ nhàng xíu. Mới đầu mà khen nhiều quá thì người ta con gái thì thường hay đánh giá, ồ chắc này là chắc miệng mồm dữ lắm, không tin được. Còn bạn sao, có thấy mình có sao không? Thấy bạn rất là hiền, nói chuyện cũng rất là thẳng thắn, thẳng tính. Mình cũng mới những người như vậy.
Bạn có biết hát không? Hát thì hát mấy bài nó cũng hơi vui vui, không có chính thống lắm. Nếu mà ngày đầu tiên mà hát bài này thì hơi kỳ. Giờ mình có muốn nói gì nữa không? Hay là đủ rồi? Nhờ Gia Minh đó muốn nói gì nữa không? Không thì anh gì đó thì có sao thể hiện vậy à? Vui là chính mà. Vui là chính. Xin mời chúng ta hãy đến lúc bấm nút. Nãy giờ chúng ta giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau để hiểu hơn về nhau, để đi đến quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn lại không nhấn nút? Có phải vì cái vụ 5 năm? Em nghĩ chắc là quá lâu. Quá lâu. Còn bạn trai? Em cũng nghĩ vậy. Tại vì trong cuộc tình thì dù đúng hay sai thì người chịu khổ hơn vẫn là con gái. Cho nên là em không muốn mà gây thêm cái tội lỗi nữa đó. Nhưng mà thế này nè, bạn rất là dễ thương, có một cái khát vọng rất là lớn. Nhưng mà nói mình bớt già đi chút xíu nha, trẻ trung lên chút xíu, cũng non, thoải mái lên chút xíu ha. Dù sao cũng tôn trọng quyết định của hai bạn. Và đây, thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình, đúng ý của mình. Thôi, mình cũng rủ đi về quê ha, đi ngang qua Phú Yên tới Bình Định ha, cho nó vui. Không, cái này thì được, thì mặc dù trên này mình không có bấm nút nhưng mà biết đâu ra ngoài kia thì mình cũng thể bấm nút, bấm còi xe, hú nhau đi chơi cũng được. Đúng rồi, mình có thể làm bạn với nhau. Cảm ơn chị. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích, rồi em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi anh. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy. Mời đó bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ, em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu lên đi. Anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao vậy? Huy trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào.
Em hát bài bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát người hãy quên em đi. Dạ. Bên đây hát bài anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi. Mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên. Thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích. Em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi. Mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về tương lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ em măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ. Hiểu chuyện chút xíu là được. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đó. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Ừ, bóng ăn cơm vàng, đó, cơm em bạc cười người ta. Đó, cười. Ồ, gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Đàn ông như đàn ông phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ, rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao hơn em. Bạn rồi bên không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em nó không sạch sẽ chứ. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi. Đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không?
ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi à. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp, hả? Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát. Và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy. Cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi, bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp hả Linh? Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp. Coi như mình mời bạn gái vô phòng thu, thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui mở ra đi anh. Cái gì vậy cưng? Tặng gì vậy? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên nhớ là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng dạ. Bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho phép em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này á. Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó hả? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Yeah. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe chút. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tim thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được, dạ được. Bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Từ đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào?
quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập ha? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á, cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ, nghe có qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Đã cái tuổi này là đã suy nghĩ chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á, tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi, nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em á, nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể anh. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok. Thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn. Quan trọng là em có bấm nút không? Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Chắc rồi bây giờ sao ta? Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run, nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối rồi, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Rồi bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Và sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút, mà bấm nút, nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái cho hôn đúng. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7.000.000 đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, xin cảm ơn. Mình thích cái hoạt động bên ngoài đi du lịch, hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó, và có hoạt hình Doraemon rồi. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Ngoài ra thì con còn nuôi chó tên Dương. Ủa, tin con người luôn hả trời? Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm, nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối không? Nhưng mà thực sự là mười mấy? Dạ, thật sự là 13. Như vậy là chúng ta đã thấy tình yêu bắt đầu xuất hiện ở cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì xem họ sẽ tìm được nhau hay không.
Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Em chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avatar. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ, năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ, con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ, bất động sản. Rồi, đàn trai hãy nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó. Hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá ha. Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Dạ, cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính. Nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thiệt không? Đừng nói là tên người yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè. Mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 3 mối tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi đi. Quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì? Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Không, mình hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối không? Dưới trời. Tại chắc hiền nhát người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đanh hay câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Trời ơi, số này đẹp mà. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ đi cái rụng tóc. Bỏ về mới lên đây em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hóc tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Yeah. Ôi tội nghiệp không? Yeah. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên dụng Lâm Đồng thì cũng gần, tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ này em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần là hiền. Lâu lâu mà có cá tính thì một xíu, mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á. Thì mình buồn hai chồng ra ngoài uống. Giống như bạn em cũng vậy á. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý đến người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Nhớ cũng không muốn nhắc.
Chào chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính có duyên lắm luôn á. Dạ, anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang cái mình lắc lộn cầu dao á. Giật cây, té xuống gùm, giật cây, té xuống gùm cây. Đó, nó vậy đó. Cũng có té một lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, gia trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi, nóng tính rồi, đủ thứ cho. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À, đúng rồi, vậy như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi không có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á, cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhân lẽ vợ của Obama, kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Để hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào bà chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu. Dạ, dạ. Cũng rất là, cậu là hồi xưa là bách khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi, anh đi với ai? Dạ, em đi với bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ ạ. Bạn gái thì cũng nó chỉ thấy cũng hợp với bạn Trương ạ. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ủa, quá. Vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Mình chào bạn, mình có món quà của bạn. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng nữa. Thôi đừng, bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ, đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? À, nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Tại vì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều.
mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên Nhạn được. Mình không ngại xa, mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn, bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok, trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình, chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải. Dạ. Anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ, anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em đều sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kỳ định tiền thôi. Tiền nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6-7 lần. Em tới em nắm tay cô gái, cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ con chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Ừ, đi... em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì giống mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một câu hỏi để tìm hiểu. Dạ, yeah, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nhưng em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ? Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe, tụi không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là em thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đoá hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. À, vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á. Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? À, có thể hôn giả cũng được. Dạ rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. À, ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kèm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kèm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Giữ lấy về đọc kỹ lá thư nha. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới năm đầu tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Dạ, chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú.
Hôm nay thật sự là Quỳnh Linh và Hồng Vân rất là hạnh phúc quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể thông qua cổng YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV, hay là chúng ta đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Mắc Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Sâu sắc lắm. Dạ, tình yêu sâu sắc là sao? Dạ, tình toàn tình thương tật gãy cánh đứt đuôi không. Tình lại rồi. Nghe bị đắt quá. Bị đắt không? Tình thương tật gãy cánh đứt đuôi. Dạ. Đầu tiên tôi mới nghe tình yêu vậy đó. Mà điều quan trọng nhất em mong muốn đó là người bạn gái đấy sẽ nói nhiều hơn mình. Em sai lầm rồi đó. Người đàn ông cũng vậy đó. Tức gì bạn gái mình nói nhiều hơn mình, tới chừng về nói nhiều rồi. Mệt mỏi lắm em ơi. Không có vui đâu em ơi. Vậy là hiểu bên nào nói nhiều hơn rồi đó. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.